Chúa mường dương văn chư vị Chúa mường Tây Thiên đệ nhất nhất lịch tiêu ngự về thanh gia hồi xem bói cầu tài ai đi xem bói cầu tài lên đền Chúa nguyện độc đạo cảnh tiên lập đôi bên đường vào ngự trên cao dầu dầu nét mặt mặt gầy chút sau Chúa dừng phía sau là chầu với lại bỏ cao cao đế đình
sửa lễ gia trình, làm tôi tiến chúa cả đời thành tâm. Nhà đang phụng sự sớm khuya kinh thành, để huyền hồ có từ bao giờ dừng xin áo cá để thờ rất rất chúa phê phẩy thực cười tiên giáng chân tôn tươi mọi vẻ thanh tân ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tỳ, tài lộc về phú quý vinh hoa, đổ cho phúc lộc đi đa trăm tai ngàn nách công gia biên hòa, đổ cho quý thứ xuân lai kính. Đài chiếc giáp sơn màu xanh lam, anh linh chúa nguyện hạ phàm. Chói ngọn trời nam, anh linh chúa nguyện hạ phàm. Số giờ dương thành tâm thắp một tuần nhang kêu đồ, nếu nhất tâm cho sở cầu tất ứng, đồ cho người phúc đặng hà xa. Thank you.
tâm. Sớm âm thầm thờ cha kính mẹ, học sách thầy quỷ gốc tiên sinh, một đời làm phúc cứu dân. Thank you.
thành sơn lý hà khắc ghi vinh linh linh một thành Chúa đem đến tận nơi, ơn là trên Chúa đã xét soi. Xuân hạ thú đông, mùa xuân cầu lộc thú đông, nghĩ cầu tài
khi hạ về tống ngách sử thai. Thanh sơn lôi ra chiêm bái vua Hùng.